với được lại cả nhà ha. Thì hôm nay Yến sẽ chỉ cho cả nhà cách cắm một bình hoa chúc mừng với hoa hướng dương ha, màu sắc rất là sặc sỡ. Thì đây là cái hộp gỗ, thì Yến sẽ chỉ cho cả nhà cách để mà mình buộc xốp ha. Thì cái hộp gỗ này thì đầu tiên là mình sẽ đây luồn cái dây ni lông qua trước. Sau đó mình sẽ cắt cái bao ni lông như vậy thôi, cắt tạm vậy thôi ha. Rồi, chắc chắn rồi ha. Rồi, chuẩn bị
Yến đã hoàn tất xong cái bình hoa hướng dương của mình rồi ha, rất là đơn giản. Mình chỉ đi tự một cái tông màu vàng thôi. Đó thì bình hoa này để là bình hoa chúc mừng, thì có thể là chúc mừng khai trương hoặc là chúc mừng sinh nhật, rất là dễ thương hen. Đây làm như sao hen, mình cũng dễ dàng cắm nữa. Thì Yến sẽ sử dụng gọi là thứ nhất là hoa hướng dương. Yến sử dụng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 bông, 9 bông hoa hướng dương rồi. Và Yến sử dụng thêm gọi là hoa sao vàng anh nè, rồi lá này là gọi là lá chúc bách hợp nè, và phía sau là Yến sử dụng là lá thiết mộc lan ha, để Yến che cái phần phía sau rồi. Ok, thì chúc cả nhà sẽ thành công với là cái bình hoa hướng dương đơn giản này hen. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.